8 giờ sáng ngày 23 tháng 7, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đóng tại Vũng Tàu đã đưa thuyền viên Tran Ji, 57 tuổi, làm thợ điện trên tàu Hai Su Hai quốc tịch Trung Quốc vào bờ cấp cứu. Trước đó, chiều tối ngày 22 tháng 7, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 nhận được thông tin tàu Hai Su Hai trên đường hành trình đi Thái Lan thì thuyền viên trên bị đột quỵ và yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau đó, Trung tâm 3 phối hợp với cơ quan chức năng để tư vấn y tế cho tàu và hướng dẫn tàu Hai Su Hai chuyển hướng về Vũng Tàu. Đồng thời, Trung tâm 3 điều động tàu SAR-413 ra biển để đưa thuyền viên Tran Ji về bờ. Sau khi tiếp nhận thuyền viên lên tàu, bác sĩ và các nhân viên cứu nạn đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp cho nạn nhân. Ngay sau khi cập cảng, thuyền viên bị đột quỵ được đưa về bệnh viện chữa trị.